Vâng ạ, xin chào bạn Quỳnh. Về câu hỏi của bạn thì bạn đang được điều trị với thuốc TKI với đột biến gen EGFA. Thì cái tình trạng mà bạn bị rát họng và ho đờm đấy thì nó có rất nhiều nguyên nhân có thể dẫn đến. Và bị rát họng và ho đờm thì cái nguyên nhân đầu tiên mà nghĩ đến đấy là nguyên nhân nhiễm khuẩn hoặc là nhiễm virus, tức là viêm nhiễm tại chỗ. Còn bệnh tái phát với cái triệu chứng mà đau họng hay là ho đờm thì chúng ta cũng chưa nghĩ đến nhiều. Tuy nhiên là bạn cũng lên đến viện để bác sĩ có thể kiểm tra cho bạn. Bác sĩ có thể trước mắt là trong cái thời kỳ dịch vẫn chúng ta vẫn còn có những bệnh nhân vẫn còn có COVID lưu hành ở trong cộng đồng thì chúng ta lên test COVID để xem là có bị mắc COVID hay không. Rồi là chúng ta làm các xét nghiệm máu để xem có tình trạng viêm nhiễm hay không, soi tai mũi họng để xem là họng có bị viêm mủ amidan hay có vấn đề gì không, và điều trị test thử một đợt kháng sinh. Nếu như mà điều trị kháng sinh một đợt mà triệu chứng thuyên giảm thì chúng ta có thể tạm thời yên tâm. Còn về bệnh của bạn đến tháng thứ 10 với điều trị với TKI thế hệ 1 là cái tháng mà chúng ta cũng phải cần lưu ý đến những triệu chứng mà có thể kháng thuốc. Thì nếu mà để khẳng định kháng thuốc thì sẽ phải bằng các phương pháp chẩn đoán hình ảnh để đánh giá cái đáp ứng của u cũng như là xuất hiện thêm các tổn thương mới hoặc là u tăng lên. Ngoài ra một số các xét nghiệm như là chỉ điểm u trong máu tăng cũng như là các xét nghiệm về tổn thương di căn xương, các ALK trong xương alkaline phosphate tăng lên thì cũng là một cái triệu chứng để khẳng định là cái tổn thương xương nó đang tiến triển. Thì chúng ta cần phải đến viện và để tiến hành các xét nghiệm. Thì với trường hợp của bạn thì bác sĩ khuyên là bạn nên đi khám lại tại các cơ sở y tế gần nhất để loại trừ các trường hợp viêm nhiễm và quay lại gặp bác sĩ điều trị của mình để có thể nhận thuốc điều trị cũng như là được tư vấn thêm về các biện pháp mà để phát hiện các tổn thương bệnh tiến triển hay là bệnh đang ổn định. Và xin cảm ơn câu hỏi của bạn.